Hello, xin kính chào toàn thể các bác, các quý khách hàng thân yêu đã đến với video kênh tiếp theo của Đồng Hồ Cổ Đức Kiêu Channel. Và trong những cái phiên video trước thì bên em ra lên đã giao lưu với rất nhiều các bác trên toàn quốc ạ. Và đơn các bác chốt hàng thì bên em đều đã đóng và gửi đi các bác rồi nhé. Và hôm nay thì bên em tiếp tục xin phép được lên sóng một cái mẫu video với những mẫu đồng hồ sản phẩm đấy, hàng độc, hàng đẹp, hàng siêu tầm mới về cập bến tại shop ngày hôm nay. Và sẽ lên để giao lưu và review với các bác từng mẫu một. Các bác xem video, các bác thích mẫu nào thì các bác hãy nhanh chóng gọi điện đến hotline để ủng hộ cho shop ạ. Và hôm nay thì bên em lên 14 mẫu sản phẩm cho các bác. 14 mẫu sản phẩm đồng hồ cơ cổ đấy, mang thương hiệu của Thụy Sĩ, của Nhật đấy, rất là chất lượng. Và em lên chiếc đồng hồ đầu tiên trong buổi video ngày hôm nay các bác là một chiếc đồng hồ Orient. Một chiếc Orient phiên bản của Nhật nha các bác, dòng 3 Milo Gen 2. Đấy. Orient Automatic. Đấy, Automatic. Đấy, mặt trắng nha các bác, tuyệt đẹp luôn. Mặt trắng. Đấy. 3 kim, 1 ô của lịch, các bộ kim cọc mạ vàng. Đấy, cọc bộ cọc nổi. Đấy. Thêm một đường vân sọc ở trước cái bộ cọc số nữa các bác nhá. Tạo lên điểm nhấn cực kỳ sâu sắc. Chiếc Orient với toàn bộ phần thân vỏ là bằng thép inox các bạn, được thiết kế bằng thép inox nhé. Phiên bản Orient Oscore, dòng phiên bản ra Bambino Gen 2, made in Japan, chính hãng của Nhật. Dây thì là dây đầu mi các bạn, dây khóa không zin nữa các bạn. Đấy, nhưng mà đồng hồ zin nguyên bản. Các bác cầm trên tay chiếc đồng hồ này với em, các bác sẽ phải cảm thấy ngạc nhiên ạ, bởi vì nó rất là đầm tay và cực kỳ nặng. Đấy, cái khối lượng của nó, những cái dòng sản phẩm xịn như các bác thì họ dùng chất liệu xịn, cho nên là cái khối lượng trọng lượng rất là nặng tay nhá, đầm tay chắc. Đấy. Và thứ hai là các bác cầm chiếc đồng hồ các bác xoa sẽ rất là mịn. Đấy, cái nước thép sáng bóng inox rất là mịn luôn các bác ạ. Đấy. Không một vết tích nào cả. Một chiếc Orient gần như là vừa đập hộp full box các bác nhá. Đấy, độ mới hoàn hảo luôn ạ, đúng zin, có logo. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động chính hãng của Nhật nhá. Với size mặt là 40. Các bác ạ, size mặt là 40. Đấy, chiếc bo Orient 3 Milo Gen 2, em lên tay cho các bác xem này. Đấy. Các bác thích những chiếc đồng hồ đời mới chính hãng thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Đấy, một. Đấy. Các bác mua về các bác đeo trên tay ạ, nó rất là bền luôn. Đấy. Chiếc đồng hồ chính hãng thì giá nó rất là, bên em bán thì nó rất là phải chăng các bác ạ. Và các bác dùng thì cực kỳ bền nhá. Đấy, các bác bỏ ra khoảng một vài triệu các bác dùng được khoảng một chục năm đấy, 5-10 năm, rất là bền bỉ. Đấy, những cái dòng đồng hồ này thì các bác yên tâm là chạy không bao giờ có cái chuyện là chết vặt hay là sai số đâu nhá. Chạy cực kỳ chuẩn và nó có độ chữ cót lên tới khoảng 36 tiếng các bác ạ. Chiếc Orient Bambino mặt trắng phiên bản độc đáo ngày hôm nay, mã số 1 thì bên em giao lưu với các bác là 2.800.000 đồng nhá. 2.800.000 đồng ạ, cho em mã số 1 cho chiếc Orient này. Các bác xem video, các bác thấy ưng mẫu nào, thích mẫu nào thì các bác ủng hộ cho shop. Em lên rất là nhiều mẫu sản phẩm đồng hồ nhá, để các bác có lựa chọn, mỗi bác một sở thích. Mỗi bác một sở thích, mỗi bác một nhu cầu mà. Em lên mã số 2 này. Mã số 2 là một cái chiếc đồng hồ Bulova nha các bác. Các bác nhìn xem ạ, hàng kịch độc, siêu tầm. Khó kiếm luôn này các bác ơi. Em lại tiếp tục các bác khẳng định một câu rằng cái mẫu sản phẩm mã số 2 này là một cái sản phẩm cực kỳ độc nha các bác. Hàng độc, hàng siêu tầm, mang giá trị thời gian. Các bác nhìn thấy bốn chân càng chưa? Bốn chân càng như vệ tinh luôn. Bốn chân càng thiết kế theo phong cách vệ tinh. Đây, cực kỳ độc đáo. Chiếc Bulova hoài cổ chính hãng của Thụy Sĩ các nhá. Mặt được thiết kế vân lụa sọc. Đây, mặt thiết kế vân lụa sọc rất độc đáo, rất đẹp. Các cọc số tia, các cọc số học trò, thiết kế đan sen. Chiếc Bulova chính hãng của Thụy Sĩ. Đây, phần vỏ bọc vàng toàn thân nhá các bác, bọc vàng 10KT Gold Fill toàn thân. Đây là phiên bản dòng M0 các bác ạ. Dòng M0 nhá. M0 là được sản xuất những thập niên năm 1970 này các bác ạ.
1970 nhá. Đấy, chiếc Bulova chính hãng của Thụy Sĩ. Các bác nhìn thấy chất chưa, đẹp chưa? Đấy, đi kèm với chiếc Bulova là một cái sợi dây chun Mỹ bọc vàng, các bác cũng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đấy, một cái sản phẩm đồng hồ cơ Thụy Sĩ. Đấy, lên tay cho các bác xem nhé. Các bác đeo chiếc đồng hồ này bên em ạ. Đấy, các bác tự tin khoe cá tính luôn, một mình một phong cách đồng hồ cho không ai có. Gần như nhận cái này thì những cái mẫu sản phẩm này nó tuyệt chủng rồi các bác. Đấy, rơi vào tuyệt chủng rồi. Đấy, họ không còn sản xuất nữa và họ còn lưu lại trên thị trường rất là ít thôi. Và em thì may mắn em sở hữu được mẫu đồng hồ này. Đấy, lại tiếp tục sẽ mang cái sản phẩm này đến với các bác đam mê và yêu thích đồng hồ nhá. Chiếc Bulova size mặt là 33.5 các bác, size 33.5 không tính núm nhá. Đấy, bọc vàng 10k con fill toàn thân, chạy bộ máy lên cót tay phiên bản dòng 23 Jewel. Đấy, máy móc nguyên bản chính hãng chuẩn xịn luôn. Đấy, zin hết trừ sợi dây, dây là dây chun Mỹ bọc vàng. Đấy, bên em lên những cái sản phẩm độc đẹp em mô tả rất là kỹ và review cho các bác rồi. Đấy, các bác xem ưng mẫu nào thì các bác chốt nhá. Đấy, và những cái mẫu sản phẩm độc này thì các bác chốt rất là nhanh luôn. Đấy, chốt rất là nhanh mà cực kỳ hiếm có. Thì chiếc Bulova ngày hôm nay bên em giao lưu là 5 triệu đồng các bác. 5 triệu đồng cho mã số 2 các bác nhé. Độc đẹp thô rồ luôn các bác ạ. Chụp kỹ cho các bác xem lần nữa. Đấy, bên em lên video em đã quay rất là kỹ, mô tả rất là chi tiết rồi. Đấy, các bác chơi đồng hồ thì các bác nhìn đồng hồ các bác cũng đoán được luôn đúng không? Đấy, chưa cần phải em mô tả đâu, các bác cũng đoán được nó là đời gì dòng gì rồi. Đấy, em mô tả là để cho các bác kỹ hơn về chi tiết về sản phẩm thôi. Đấy, các bác mua hàng tại shop các bác bỏ ra một vài triệu đúng không? Đấy, một vài triệu, một vài chục triệu, một cái giá tiền nó cũng không hề nhỏ. Đấy, và các bác sẽ nhận lại được những cái thông tin về chất lượng sản phẩm. Đấy, có như thế nào bên em báo luôn như vậy nhá. Chiếc Bulova với giá là 5 triệu đồng mã số 2 này. Đấy, mã kịch độc xốp luôn, không ai có các bác nhá. Các bác bỏ ra một vài triệu các bác được sở hữu một sản phẩm không ai có. Đấy, đấy mới gọi là chơi đồng hồ sưu tầm nữa các bác. Em lên cho các bác một chiếc đồng hồ Rado nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado mặt vàng. Úi dồi ôi, mặt vàng đẹp chưa các bác ơi. Mặt vàng dòng Golden Horn hai ngựa này. Mặt vàng ánh tia. Rồi. Phiên bản dòng 41G nha các bác. Dòng cao cấp hơn dòng 30G. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ tự động 41 chân kính. Các cọc số mạ vàng nổi cực kỳ đẹp. Thiết kế hình kim cương. Đấy. Các bác nhìn này, 3 kim 1 ô cửa lịch. Chiếc Rado size mặt là 35 các bác ạ. Size mặt là 35, phần vỏ bọc vàng, lúm zin có logo. Đấy là thép inox có logo Rado hai ngựa này. Chiếc đồng hồ Rado chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác ạ. Một chiếc đồng hồ cực kỳ đáng chơi. Trong dòng phiên bản những cái dòng đồng hồ Rado ngựa vàng thì đây là một chiếc 41G. Có ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy, các cọc số nổi mạ vàng hình kim cương rất đẹp các bác. Đấy, mỏ leo xay nhá. Đấy, chiếc Rado chính hãng của Thụy Sĩ. Các bác nhìn chiêm ngưỡng cho em. Cái phần vỏ tuyệt đẹp, đằng sau đáy thì các bác tay nghịch ngợm mở ra nên là bị xước một chút nha các bác. Đấy, nhưng mà không ảnh hưởng các bác, không ảnh hưởng, hàng cũ rồi, không, những chiếc đồng hồ cổ này nó cũ lâu rồi đúng không? Đấy, nó có xước, nó có một chút vết thì không thể tránh được. Đấy, nó mới như thế thì nó mới là những chiếc đồng hồ vintage nha các bác. Các bác mà đòi chơi đồng hồ cũ mà lại còn không một vết nào thì các bác mua đồng hồ mới cho nhanh. Các bác ra hãng mua đồng hồ chính hãng mới thì nó không có một vết nào cả. Đấy, giá nó gấp khoảng 5-10 lần, 20 lần. Đấy, các bác chơi. Chiếc Rado mã số 3 ngày hôm nay thì bên em giao lưu với các bác là 6 triệu nhá. 6 triệu cho chiếc dòng Rado 41 zin Green Hall. Dòng hai ngựa xanh ạ. Em nhìn nhầm, tưởng ngựa vàng nó ra là ngựa xanh. 6 triệu đồng các bác nhá. Phần vỏ bọc vàng rất đẹp. Đấy là thép inox logo hai ngựa. Đấy, một ô cửa lịch cấp 3 giờ, mặt vàng. Mặt vàng ánh tia rất đẹp luôn. Đấy, giao lưu với các bác chiếc Rado của 6 triệu đồng thôi. Giá quá hợp lý rồi. Các bác đến với shop
những mẫu đồng hồ, tất cả những cái mẫu sản phẩm bên em lên giá đều đều rất là ok nhá, đã được tham khảo đúng không? Giá em cân thị trường trên thế giới quốc tế xong rồi là em mua về. Đấy, xong rồi em giao lưu với các bác với cái giá rất hợp lý. Vì các bác về nhiều bác là vừa chơi, vừa chơi vừa làm thương mại ấy. Đây là, nên là em đã để giá quá tốt rồi. Đấy, các bác có thể tham khảo nhé. Chiếc Rado mã số 3 là 6 triệu ạ. 6 triệu này. Đấy, bay về rất là nhiều mẫu sản phẩm độc đẹp và chất lượng. Đây, em lên cho các bác một chiếc dòng Orange nhá, một chiếc đồng hồ phiên bản dòng Orange 3A Deluxe. Đấy, logo hai sư tử với thương hiệu Orange. Đấy, chiếc này là chiếc Swimmer. Swimmer nha các bác, đây là một chiếc Orange phiên bản dòng người bơi các bác, người bơi lội này. Đấy. Đấy, các vận động viên bơi lội. Chiếc Orange Perfect. Đấy, perfect hoàn hảo luôn. Đấy là logo 3A hình bông lúa Orange Deluxe cực kỳ sang trọng. Các bác đã nhìn thấy chiếc Orange nào mà mặt xoáy chưa các bác? Mặt xoáy từ tâm. Họ thiết kế mặt xoáy từ tâm đúng không ạ? Xong rồi họ vát trục tung hoành bốn góc và mỗi góc thì họ được thiết kế theo kiểu phong cách kiểu hơi nghiêng xuống ấy các bác. Không phải là mặt phẳng đúng chứ các bác, mà mặt họ thiết kế hơi lõm xuống một chút để tạo điểm gồ. Đấy, các bác nhìn ở trên phần mặt nhá, xoáy từ tâm rất đẹp luôn. Đấy, mặt nó rực các bác, mặt rực sáng. Chiếc Orange mặt rực sáng màu trắng nhá. Đấy. Đấy, à đâu, màu vàng các bác, màu hơi vàng, màu vàng. Ba kim, hai ô cửa lịch. Em này size to các bác ạ, size 36 nữa các bác. Size mặt là 36 không tính núm này. Đấy, phần vỏ bọc vàng đẹp thô rồi luôn. Vỏ bọc vàng đẹp thô rồi luôn. Đấy, chiếc Orange 3A phiên bản Deluxe. Đấy, người các vận động viên bơi lội Swimmer nhá. Đấy, các bác nhìn thấy cái mặt nó rực này, bộ kim cọc mạ vàng, cài đá đen rất nổi bật, rất bắt mắt. Em lại lên tay cho các bác chiêm ngưỡng chiếc Orange này. Size vừa to vừa đẹp. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ tự động. Chạy bộ máy cơ tự động các bác ạ. Đấy, các bác chiêm ngưỡng cho em nhé. Chiếc Orange chạy bộ máy cơ tự động. 23 chân kính. Size 36 siêu to, phần vỏ bọc vàng không bong chóc, không một chút tì vết xước xác nào cả. Em mô tả rất kỹ, rất chi tiết cho các bác trong video clip rồi nhá. Các bác ưng mẫu nào các bác chốt luôn. Các bác còn lăn tăn về máy móc, inbox cho shop bên em sẽ mở máy cho các bác xem. Gần như là những cái mẫu đồng hồ em mua về không có cái mẫu nào máy gọi là máy like hay là máy đụng chạm các bác sửa chữa gì nhá. Máy là nguyên bản hết, zin hết. Khẳng định với các bác luôn một điều là bên em bán hàng rất là uy tín. Đồng hồ tất cả những mẫu em mua từ bên Mỹ về, từ bên Nhật về đấu giá. Đấy, mua tại trực tiếp tại người nhà bên các cửa hàng nhá. Đấy. Cho nên là các bác nhìn xem những cái mẫu đồng hồ của em không bao giờ có kiểu gọi là trôi nổi trên thị trường cả. Đấy. Hàng nó chất là chất. Đấy, bán bao nhiêu chiếc đồng hồ cho các bác rồi nhá. Đấy, và tiếp tục một chiếc Orange 3A ngày hôm nay, mã số 4. Bên em lên giao lưu là 2.900.000 đồng nhá. Đấy, giao lưu với các bác 2.900.000 thôi. Quan tâm chốt cho em mã số 4 này. Đấy. Rất nhiều mẫu đồng hồ đẹp độc các bác. Em tiếp tục lên một chiếc đồng hồ Oris. Một chiếc đồng hồ Oris. Thụy Sĩ nha các bác. Oris mặt đỏ. Mặt đỏ thiết kế hình vân lưới cá. Đấy. Các cọc số màu xanh, màu trắng rất nổi bật. Đấy. Thang đo 24 giờ. Một chiếc Oris được thiết kế và phiên bản tái bản các bác ạ. Phiên bản tái bản nhé, sản xuất những năm 90-2000 và với 4 chân càng điệu đà, dày. Đấy, đặt thẳng trực tiếp lên vỏ luôn. Oris Quad Score. Chạy bộ máy lên cót tay của Thụy Sĩ con nhá. 17G. Em này size mặt là 36 các bác nhá. Size mặt là 36, 4 chân càng các bác nhìn đọc chưa? Quá độc đáo luôn, quá đẹp luôn đúng không? Đấy, các bác chơi mẫu này cực kỳ bền. Phần vỏ vàng không bong chóc, không xước xát. Lên tay cho các bác xem chiếc Oris này. Đấy, ngày hôm nay thì chiếc Oris mã số 5
bên em giao lưu với các bác có 1.700.000 đồng thôi nhá, 1.700.000 đồng cho em mã số 5. Chiếc này chạy bộ máy lên cót tay 17G, bộ máy cót tay 17G của Kỵ Sĩ ạ. Đấy, nước vàng còn đẹp mới luôn này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Chân cảm rất độc đáo các bác ạ, mà có 1.700.000 đồng thôi. Đấy, bộ kim màu trắng rất nổi trên nền mặt đỏ rồi, xanh đỏ rồi. Đấy. Mã số 5, 1.700.000 đồng các bác nhé. Đấy, em lên tiếp mã số 6 cho các bác. Đấy, rất là nhiều mẫu đồng hồ đẹp đang chờ đợi các bác ở phía trước này. Một chiếc đồng hồ mã số 6 là một phiên bản dòng Regency. Regency của Thụy Sĩ các bác ơi. Đấy, một chiếc đồng hồ hàng Notch. Hàng Notch tuyệt chọn. Rồi, không một vết màu thời gian nào các bác. Đấy, đừng có một vết gọi là bong chóc xước sát nào luôn nhá. Đồng hồ bên em là đồng hồ đẹp, hàng tuyển chọn nên là em phục vụ được tất cả những các bác nào kỹ tính khó tính nhất. Đấy. Đó, khó tính nhất các bác cũng có thể chơi ở đồng hồ bên em luôn. Chiếc đồng hồ thằng Thụy Sĩ hàng Notch tuyển chọn, một phiên bản mang tên Regency. Chiếc này chạy bộ máy lên cót tay dòng 17 chân kính nhé, với size mặt là 33.5, size mặt là 33.5 các bác. Đấy. Phần vỏ bọc vàng, vỏ bọc vàng, đáy này Regency steel back, thép inox như các bác, zin hết các bác ạ, trừ dây khóa, dây là dây tây. Đấy, dây Apollo nhá, Apollo của Anh này. Nhiều mẫu đồng hồ về họ lắp dây, họ lắp dây kèm vào cho em thì em bán thẳng luôn các bác nhá. Đấy, em bán thẳng luôn, không em không phải lắp dây nữa, đấy có dây rồi, chứ không phải em đi tháo dây ra xong rồi em lắp dây khác cho bác làm gì đúng không? Có thế nào về em bán vậy luôn. Đồng hồ nguyên bản, chưa qua đụng chạm gì nhá. Đấy, em chỉ có lau vệ sinh cái phần vỏ ngoài là một các bác ạ. Đấy, nó về nó bụi bẩn thì em lau qua, kính nó xước thì em đánh lại thế thôi, còn chả động chạm gì đến đồng hồ các bác nhá. Đấy, và đã mẫu nào chạy em đã có thợ và có máy test để đo kiểm tra cho các bác trước khi gửi hàng. Đấy, cho nên là những cái mẫu đồng hồ em bán ra thì gọi ít bị trục trặc lỗi lắm các bác, hầu như là các bác phản hồi rất là tích cực về những mẫu sản phẩm đồng hồ tại shop. Đấy, còn em nói luôn với các bác là mình buôn bán đồng hồ cũ thì em thì chắc chắn là một điều là không bao giờ có chuyện là đồng hồ cũ mà không có bị lỗi nha các bác. Các bác mua đồng hồ ngoài mới chính hãng ngoài kia còn vừa mua về còn lỗi còn trục trặc, huống chi là những đồng hồ cũ mấy chục năm thế này. Các bác nào mà mua mà chẳng may trong quá trình vận chuyển hay là sử dụng nó bị lỗi thì các bác nhắn tin phản hồi cho bên em nhé. Còn các bác đừng nói là mua đồng hồ mà không bị lỗi ạ. Đấy. Các bác dám khẳng định với em là các bác chơi đồng hồ, các bác giao lưu với các shop khác mà đồng hồ không bị lỗi không? Đấy. Em lại tặng các bác luôn đồng hồ luôn, khỏi phải bán nữa. Đồng hồ cũ thì nhiều khi là mình chơi là không tránh khỏi được những cái lỗi lầm như là chạy nhanh, chạy chậm hay là chết vặt. Đấy. Thì mình có thể kiểm tra lại vệ sinh lại máy móc dầu mỡ thôi. Còn không bao giờ em bán đồng hồ hỏng cho các bác nhé. Những cái mẫu đồng hồ nó còn mới, nó còn đẹp thì chắc chắn là nó không bao giờ nó hỏng rồi các bác. Trừ khi nó cũ nát, có nó mục rồi nó dỉ xét hết thì nó mới hỏng thôi. Đấy, chiếc Regency mã số 6, mã số 6 ngày hôm nay bên em giao lưu là 2.600.000 nha các bác. 2.600.000 đồng ạ, cho em mã số 6 đây. Cho chiếc đồng hồ Regency. Đấy, phiên bản tuyệt đẹp. Đấy, bọc vàng các bác nhé, bọc vàng 20 microchrome được gắn ở trên vỏ ấy. Đấy, hai triện ở cái bên phần càng ấy. Mã số 6 là 2.600.000 này. Em lên một chiếc đồng hồ mã số 7. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ OP, một chiếc đồng hồ OP mặt vàng hai lòng nhá các bác, niềng phun đá. Đấy, niềng phun đá rất đẹp. Đấy, kính sapphire chống xước. Chiếc OP chính hãng đến từ Nhật đây rồi các bác ơi. Đấy, made in Japan. Chạy bộ máy cơ tự động 12 mốt chân kính, mặt hai lòng với các cọc số vân kẻ sọc nữa, cọc số vân tia. Ở trong thì các cọc số ở ngoài thì là các cọc số đính đá kết hợp các cọc số La Mã cổ điển. Đấy, niềng phun đá, cọc thiết kế kết hợp với cả đá quý các bác nhá. Rất đẹp, đây cho các bác xem bộ máy của chiếc OP. Đấy, máy trắng búa vàng, chính hãng của Nhật.
Automatic 21 Jewel. Đấy, chiếc OB zin cả dây các bác nhá, zin cả dây cả khóa. Đấy, phần trên thì là thiết kế màu vàng, phần dưới là đáy inox màu trắng lộ cơ. Đây, cho các bác xem mà. Cho các bác xem kỹ và chi tiết đằng sau. Đấy, cho chiếc OB. Đấy, dây khóa zin hết nha các bác, dây khóa zin hết. Đấy, dây khóa zin hết. Đấy, tất cả zin hết cho một chiếc đồng hồ OB chính hãng đến từ Nhật ngày hôm nay. Đấy, các bác đeo vào lên tay rất là thời trang và cũng cực kỳ đẹp. Đấy, như cái phiên bản dòng đính đá này nhá. Đấy, rất là đắt đấy các bác ạ, rất là giá trị luôn. Đấy, em có thể lên tay cho các bác xem. Đấy, chiếc OB này size mặt là 38 các bác ạ. Đấy, size mặt là 38 nhá. Đấy, các bác nhìn chiêm ngưỡng đi, em lên tay cho các bác. Đấy, review rất là kỹ về những cái mẫu đồng hồ tại shop rồi. Chiếc OB size 38 thì ngày hôm nay bên em giao lưu với các bác là 2 triệu đồng nhá. 2 triệu đồng ạ, cho em chiếc OB này. Một chiếc cơ tự động chính hãng của Nhật. Một phiên bản zin nguyên bản, dây khóa, liềng đính đá, cọc phun đá rất đẹp. Đấy, bên em giao lưu với các bác có 2 triệu thôi. Đấy, giá gọi là cực kỳ hợp lý rồi nhá. Chốt cho em mã số 7. Lên một chiếc đồng hồ mã số 8 ạ. Mã số 8 là một chiếc đồng hồ Citizen. Chiếc đồng hồ Citizen đến từ Nhật các bác nhá. Một chiếc Citizen mặt thiết kế rất độc đáo với Citizen đại bảng các bác ạ. Đây là Citizen đại bảng với logo góc 12 giờ. Đó, chạy bộ máy cơ tự động automatic. Citizen automatic. Niềng băm nha các bác, niềng được thiết kế niềng băm. Niềng băm quanh viền đúng không? Mặt cực kỳ độc, mặt thực thiết kế các hình đa giác. Đấy, các cái hình đa giác màu đen ở ngoài, màu trắng ở trong, với các cọc số một mạ vàng, các cọc số tia sơn đen, ba kim hai ô cửa lịch. Đấy, chiếc Citizen với phần vỏ mạ vàng, đấy là thép inox, một cái phiên bản của Nhật nha các bác. Đấy, Citizen Rustcore mã số 8 ngày hôm nay thì bên em giao lưu với các bác chiếc Citizen với giá là 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng nhá. Cho em mã số 8 các bác. 1.800.000 đồng. Đấy, nước vàng rất là mới các bác ạ. Mặt cực kỳ độc, liềng được thiết kế liềng băm, liềng băm cách điệu. Chiếc Citizen của Made in Japan của Nhật nhá các bác. Đấy, bên em giao lưu mã số 8 là 1.800.000 đồng thôi. Đấy, các bác chốt cho em mã số 8 này. Hôm nay rất là nhiều mẫu đồng hồ bên em về đây là sẽ review cho các bác hết tất cả. Em lên một chiếc đồng hồ T-Shot. Một chiếc đồng hồ T-Shot của Thụy Sĩ cho các bác. Một chiếc đồng hồ T-Shot đến từ Thụy Sĩ. Automatic Sista. Một phiên bản đồng hồ hoài cổ. Em này size rất là to các bác ạ, size 35.5 nhá. Size ngang là 35.5. Không tính núm. Một chiếc T-Shot chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Phần vỏ bọc vàng, đáy là thép inox, đáy đa giác, đáy xoáy các bác nhé. Đáy xoáy đa giác cạnh này. Đấy, phần vỏ bọc vàng, hình thức còn rất là mới các bác. Đấy, mặt trắng vân lụa kẻ sọc, ba kim hai ô cửa lịch. Đấy, mặt trắng vân lụa sọc này, ba kim hai ô cửa lịch, các cọc số mạ vàng, tiếp tục cài đá đen, những phiên bản thủ công bằng tay kỳ chất lượng các bác ơi. Đấy, chiếc T-Shot Automatic Sista. Phần vỏ bọc vàng rất là mới các bác ơi, không có một vết tích màu thời gian nào luôn nhé. Đấy, bên em review kỹ cho các bác này. Đấy, các bác bỏ tiền ra các bác mua chiếc đồng hồ mấy triệu. Đấy, thì các bác cũng phải được biết về sản phẩm, biết hình thức và thông tin sản phẩm nó như thế nào chứ. Chiếc T-Shot size 35.5, chạy bộ máy cơ tự động, phiên bản chuẩn cổ chuẩn hãng Thụy Sĩ. Đấy, hình thức độ mới nguyên bản rất đẹp. Và ngày hôm nay chiếc T-Shot mã số 9 bên em giao lưu với các bác là 4 triệu.
4 triệu đồng ạ, cho mã số 9 nhé. 4 triệu đồng cho mã số 9 ạ. Đấy, các bác tham khảo. Đấy, mẫu nào ưng ý thì các bác chốt nhé. Rất là nhiều mẫu đồng hồ độc và đẹp bên em lên. Đây ạ. Em lên cho các bác một chiếc đồng hồ Seiko mặt đỏ. Đấy, Seiko mặt đỏ lửa. Seiko Gold Feather. Đấy, chiếc lông vũ màu đỏ. Seiko Gold Feather là một dòng mặt số là bằng như kiểu là mặt lông vũ màu đỏ các bác nhé. Đấy, dịch theo tiếng Anh. Chiếc Seiko, một phiên bản chính hãng của Nhật các bác ạ, dòng cổ điển nhé. Size bọc vàng 14K Gold Feel toàn thân này. Gold Feather bọc vàng 14K Gold Feel toàn thân. Đi đẹp các bác. Không một vết màu thời gian bong chóc nào. Tuyết đẹp size 35. Không tình núm. Các bác nhìn cọc, các cọc số tia, các cọc số đôi tia. Đấy, tạo điểm nhấn cực kỳ sâu sắc, cực kỳ led. Led căng. Đấy, mặt như mặt kiểu như chiếc lông vũ màu đỏ ấy các bác. Seiko Gold Feather. Chạy bộ máy lên cót tay, phiên bản dòng 23G nhá. Bọc vàng 14K Gold Feel toàn thân. Đấy, 4 chân càng các bác nhìn đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Một sản phẩm đồng hồ cổ. Đấy, đến từ thương hiệu Seiko của Nhật nhá các bác. Mặt đỏ kịch độc đấy các bác ơi. Các bác tìm và kiếm được một chiếc đồng hồ Seiko mặt đỏ như thế này không có đâu. Đấy, bên em vừa về được một lô rất là đẹp nhá. Đấy, với Seiko. Đấy, một mà Citizen, những cái mẫu đồng hồ Orange nữa, rất là chất lượng. Đấy. Đấy, các bác thích những mẫu cổ của những dòng Nhật này bởi vì nó to hơn Thụy Sĩ một chút. Đấy, thì nó rơi vào khoảng 35, 36, 37 cũng có ạ. Đấy, chiếc Seiko này size 35 nhá. Thì bên em giao lưu với các bác là 3 triệu ạ. 3 triệu đồng cho mẫu Seiko này. Đó, quan tâm chốt cho em mã số 10 các bạn. Mã số 10 cho chiếc Seiko này là 3 triệu nhá. Mẫu nào không dây thì em sẽ lắp dây cho các bác. Lắp dây cho các bác về các bác chơi. 3 triệu đồng cho chiếc Seiko Gold Feather. Mặt lông vũ màu đỏ. Rất đẹp. Tiếp tục lên những siêu phẩm. Đấy, tiếp tục lên một siêu phẩm đồng hồ cho các bác xem. Một chiếc đồng hồ Citizen Highline. Đấy, các bác nhìn Citizen Highline nhá. Các bác nhìn thấy hình cô gái hỏa thân chưa? Đấy, cực kỳ hiếm các bác ạ. Cái mẫu sản phẩm này cực kỳ hiếm gặp. Citizen Highline. Mặt trắng. Ba kim. Đấy, các cọc bộ kim cọc mạ vàng nổi. Rất nổi trên nền mặt và góc 3 giờ. Thay vì bình thường là thiết kế những ô lịch, đây họ chơi hẳn một cô gái đấy, trần trụi với thiên nhiên đấy, với tư thế gọi là ngực tấn công, mông phòng thủ đấy, tóc xõa. Các bác mua về thỉnh thoảng ngắm đấy, rất là đẹp luôn. Chiếc Seizen Highline phiên bản bọc vàng 14K Gold Feel đấy, bọc vàng 14K Gold Feel toàn thân. Size mặt 35. Size 35, chuẩn size. Chuẩn size, chạy bộ máy lên cót tay. Phiên bản 23G. Đấy, đồng hồ zin nguyên bản nha các bác. Đồng hồ zin S nguyên bản luôn. Các bác chơi mẫu đồng hồ này rất là độc đáo, rất là hay. Đấy, hiếm gặp. Đấy, cái mặt này là hiếm gặp các bác ạ. Đấy, các bác nhìn 4 chân càng rất là thẳng nhá. Và dài, đấy, nhỏ xinh thôi. Đấy, các bác đeo lên tay này. Đấy, chiếc Citizen size 35 chính hãng của Nhật, một phiên bản chuẩn cổ, sản xuất những thập niên 1996X ạ. Đây, em quay rất là kỹ nhá. Đấy, review mô tả rất là kỹ cho các bác rồi. Đấy, bác nào quan tâm mẫu sản phẩm Citizen này, đấy, các bác chốt cho em mã số 33 nhé, 3 triệu mã số 11 ạ, 3.300.000 đồng. 3.300.000 đồng ạ, cho em mã số 11 các bác ạ. Đấy, cho chiếc đồng hồ Citizen Highline nhá. Các bác nhìn này, rất độc đáo và rất là đẹp luôn đấy. Hôm nay về được một lô Nhật các bác ạ. Một đấu về một lô Nhật rất độc đáo. Đây, em lên một chiếc Seiko mặt lốc xoáy. Mặt lốc xoáy các bác nhá. Seiko Gold Feather mặt lớp xoáy cực kỳ đẹp.
Đấy. Các bác nhìn thấy quả mặt lốc xoáy chưa? Nhìn nghiêng thì mình sẽ thấy rõ hơn các bạn. Nhìn thẳng này thì chiều ánh đèn vào thì không rõ quả lốc xoáy các bạn. Một chiếc Seiko cũng bọc vàng 14K các bác nhá. Bọc vàng 14K. Mặt lốc xoáy. Các bác nhìn đấy, chiêm ngưỡng của ngôi shop. Các bác vào xem cũng được, không cần phải mua đúng không? Các bác có điều kiện kinh tế thì các bác giao lưu, không thì các bác xem. Bên em là mang tới cho các bác những niềm vui. Đấy, cái giờ phút. Đấy, các giờ phút gọi là phút giây vui vẻ. Đấy, các bác vào xem, củng cố thêm kiến thức về đồng hồ cổ, như là được xem những cái mẫu đồng hồ đa dạng mà bên em sưu tầm. Gọi là vừa chơi vừa bán cho các bác thôi. Em mua về nhiều mẫu đem lên cũng không cần bán đâu các bác, đem để cho các bác ngắm các bác xem cũng được. Đấy, mình vừa chơi vừa bán. Không nhất thiết là cứ lên là phải bán giao lưu với các bác hết. Các bác ok thì các bác ủng hộ shop. Chiếc Seiko Goldfather bọc vàng 14K Goldfeel. Mặt lốc xoáy tuyệt đẹp các bác ạ. Đấy, chạy bộ máy lên cót tay phiên bản 23G. Đấy, những cái mẫu đồng hồ bên em lên cho các bác đấy. Giao lưu với các bác toàn là những mẫu đồng hồ chất thôi. Đấy, chất lượng từ những dòng sản phẩm Thụy Sĩ đến những dòng của Nhật, dòng cơ cổ. Bên em là chuyên cổ các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy đáy đệ triện là 14K Goldfeel Seiko Gold, à đâu, Seiko Goldfire. Bọc vàng toàn thân đã rất đẹp, size 35 nhá. Size 35 chuẩn size. Size 35 chuẩn size. Và mẫu này bên em cũng để cho các bác 3 triệu thôi. 3 triệu cho mã số 12 nha các bác. 3 triệu cho chiếc Seiko này. Đấy, mã số 12. Đấy, các bác chốt mẫu nào cũng được, lốc xoáy hoặc chốt mặt đỏ đều được hết. Đấy, bên em mua về rẻ thì bên em bán rẻ cho các bác. Đấy, giao lưu rẻ cho các bác về các bác chơi. Em lên chiếc đồng hồ Montile. Một chiếc đồng hồ Montile. Đấy, chúng ta lại đến với những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ. Phía đây là một phiên bản dòng nội địa các bác nhé. Montile Switzerland. Montile mặt trắng chảy tia. Chảy ánh tia từ tâm of Switzerland, được thiết kế được phiên bản lộ địa các bác ạ, được sản xuất trực tiếp từ các nhà máy ở Thụy Sĩ. Em này phiên bản máy cót tay nha các bác, dòng 17G. Phần vỏ được thiết kế bọc vàng, đáy là thép inox ạ. Phần vỏ bọc vàng, đáy là steelback, đáy thép inox, độ mới hoàn hảo. Đấy, luôn luôn mang tới cho các bác những sản phẩm đẹp, những sản phẩm chất lượng với giá cực kỳ tốt, giá cực kỳ tốt trên thị trường. Và chiếc đồng hồ Montile. Montile đến từ Thụy Sĩ nội địa. Em lên tay cho các bác xem. Mẫu nào có dây rồi thì thôi các bác nhé, không dây thì em sẽ lắp dây cho các bác. Có dây rồi thì thôi ạ. Dây cũng là dây xịn này các bác. Dây xịn này, dây tay xịn. Montile size mặt 34 các bác nhá. Size mặt là 34. Đấy, mã số 13. Thì bên em giao lưu với các bác ngày hôm nay cho chiếc Montile này là 2.700.000 đồng ạ. 2.700.000 đồng chốt cho em mã số 13 các bác nhá. Đấy, các bác mua đồng hồ của em thì không bao giờ có cái chuyện là đồng hồ các bác nhận đến kiểm tra nó lại xấu hơn ở trên video em quay nhá. Đấy, không bao giờ có chuyện đấy luôn. Đẹp là đẹp, đã đẹp là khẳng định với các bác là đẹp luôn. Và không đẹp, nhận hàng không đẹp, không lấy tiền, giả lại các bác tiền tặng đồng hồ luôn nhá. Chiếc Montile bên em giao lưu với các bác là 2.700.000 đồng cho mã số 13. Đấy, các bác quan tâm mẫu nào thì các bác inbox với shop. Em lên mã số cuối cùng trong buổi video ngày hôm nay nhá các bác, là một chiếc đồng hồ cao cấp nhất của video ngày hôm nay. Em lại để cuối video. Chiếc đồng hồ Omega. Omega nhớ các bác. Dùng kỹ cho các bác xem. Phiên bản dòng Omega Seamaster. Omega Seamaster các bác ạ. Bọc vàng nhá. Đấy là logo ngựa. Đấy là logo ngựa Seamaster, ngựa lội biển cả này. Đấy.
phần vỏ bọc vàng tuyệt đẹp. Chiếc này chạy bộ máy cơ tự động phiên bản dòng 565 nha các bác. Máy màu gạch cua các bác ạ. Máy màu gạch cua rất đẹp. Đấy, chiếc này thì em đã mở máy kiểm tra rồi đúng không? Dòng máy 565, máy màu gạch cua, lịch giật nha các bác, 565 lịch giật. Đấy. Kính zin luôn, kính zin có lúp soi luôn các bác ạ, lún zin. Tất cả zin hết các bác ạ, trừ dây khóa nhá. Đấy, dây là dây tây. Đấy, dây tây này, khóa là khóa bọc vàng của Đức này. Đấy, khóa là khóa bọc vàng của Đức các bác. Đấy, chiếc Omega nguyên bản em mua từ bên Mỹ gửi về. Đấy, mới cập bến shop. Size mặt là 34.5 các bác. Size mặt là 34.5 không tính núm, mặt trắng với thiết kế 3 kim 1 ô cửa lịch, một phiên bản dòng đáy ngựa nổi. Seamaster biển cả rất đáng chơi và sưu tầm. Để xem có mở được máy cho các bác xem. Đây. Chiếc này thì mở được máy này. Đấy, máy nó dễ mở thì em mở cho các bác xem. Đấy, máy màu gạch cua cho các bác, dòng 565 màu gạch cua này. Đấy, máy mới tinh luôn, rất đẹp nhá. Đây. Cho các bác xem. Đây. Omega đây. Đấy, Seamaster Swissmade đây. Lắc ke vàng đây. Đấy. Chuẩn nhá các bác, hàng chuẩn là chuẩn. Bên em không bao giờ bán lừa các bác, bán điêu bán bịp. Lừa các bác chỉ lừa được một lần, chả có lần thứ hai. Mà lừa các bác rồi về các bác ăn cơm các bạn chửi em, đi ngủ các bạn chửi em ạ. Đấy. Đấy. Rồi nghiệp quật vào người các bác nhá, nghiệp quật. Đấy. Không chừa một ai cả. Đấy. Không quật vào mình thì quật vào người thân và gia đình mình. Đấy. Cho nên là cứ bán hàng đúng chuẩn. Đấy. Ăn ngon ngủ yên. Đấy. Cầm tiền của các bác. Đấy. Giao lưu vui vẻ. Đấy. Thế là vui. Chiếc Omega Seamaster. Đấy, ngày hôm nay cho các bác xem luôn máy rồi nhá. Bên em giao lưu là 12 triệu. 12 triệu đồng ạ. Giá rất rẻ rồi. Đấy, các bác quan tâm mẫu sản phẩm mã số 14 thì chốt cho em nhá là 12 triệu đồng trong buổi video ngày hôm nay. Thì bên em lên sóng 14 mẫu sản phẩm đã qua. Đấy, là rất là đẹp và độc đáo rồi. Hy vọng là các bác xem video clip của shop, các bác sẽ ủng hộ cho bên em nhiều hơn đấy, những cái sản phẩm sắp tới nhé. Thì bên em xin phép là dừng buổi video tại đây. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống, cũng như là kiếm thật nhiều xiên tài, của cải để thể hiện, thỏa mãn cái đam mê của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.